Hiện tại bên em Long Phát Audio đã có mặt tại nhà anh Bằng ở quận Tân Phú để bàn giao dàn loa J10000S bản nâng cấp. Sau khi đến nhà anh Bằng thì bên em Long Phát Audio tháo dàn loa cũng như là lắp đặt căn chỉnh rồi test lại chất âm của loa cũng như là của hai mic, sau đó bàn giao lại cho gia đình anh Bằng luôn ạ. Mời mọi người cùng lắng nghe. Thank you.
Test xong chắc âm của loa cũng như là của hai mic. Hiện tại bây giờ mấy anh em Long Phát Audio hướng dẫn cho anh Bằng cách sử dụng dàn loa G10000X bản nâng cấp. Sau đó mấy anh em Long Phát Audio trở về công ty để tiếp tục bàn giao những đơn hàng khác. Long Phát Audio cảm ơn quý khách hàng trên toàn quốc luôn yêu mến, quan tâm, ủng hộ cũng như là đồng hành cùng Long Phát Audio suốt thời gian qua. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.